À, xin chào các bạn, hiện tại mình đang đi vô nhà của dì Lanh. Thì đây ngôi nhà của dì Lanh ở có một mình mà nhà cũng nghèo nữa. Đây các bạn thấy trời mưa nó sình ở dưới phía trước nè, đi không có được. Ở đây nhà của dì, đây ngôi nhà rồi cũng sập sệ lắm các bạn. Quay nóng này em đánh Dạ. cái hồi nóng mùa hè. À, xin chào các bạn, hiện tại mình đang ở nhà của dì Lan. Thì hôm trước mình có nhận một số tiền của chị Lê Minh Thắng, thì giúp người nghèo làm lại nhà mới. Thì hôm nay mình tới nhà của dì Lan để hỏi thăm dì, rồi hỗ trợ dì làm lại ngôi nhà mới. Đây, hiện tại mình đang ở nhà dì Lan. Thì hôm nay mình sẽ trò chuyện với dì tí xíu rồi vô trong quay cái ngôi nhà của dì. Này, con chào dì Lan khỏe không? Ngày khỏe, ngày cũng không mấy gì khỏe đâu, Gì ăn uống thì cũng ít có được lắm, à, ở có một mình. vậy hả? Vì ở trong có một mình trong cái ngôi nhà này đó hả? Rồi hàng ngày mình làm công việc gì? Nó đi mặn gì được đâu con. Giống như ai thuê làm cỏ làm đồ này làm được ha, nhẹ nhẹ. Như bà ngoại con kêu giặt bột rồi đó, giặt bậy bạ cái tiền xài. Dạ. Rồi ở có một mình không có với con cháu gì sao? Không, con cháu cũng có mà điều người ta ở riêng tư hết, người ta À. đâu có cho mình tiếp phụ gì được đâu. Rồi năm nay dì nhiêu tuổi rồi? 73 rồi đó. Ồ, 73 tuổi mà trời mưa trời gió cũng ở có một mình vậy đó. Đó, coi kìa, ngủ một mình ơi, nó còn đêm đó. Dạ. Rồi trời giông lại thì chạy bỏ nhà, sợ quá, sợ sập. Rồi đi qua nhà hàng xóm ngủ hả? Ừ, qua nhà cháu. À. Đó các bạn, hoàn cảnh có gì cũng rất là tội nghiệp. Trời mưa trời gió mà ở trong cái ngôi nhà như vậy nè, nó dột hết trơn rồi mà lại ở có một mình nữa. Thì hôm nay con tới con quay nhà có gì đó, cũng báo cho dì một tin mừng là chị Lê Minh Thắng ở nước ngoài đó có gửi cho con một số tiền để sửa lại cái ngôi nhà cho dì. Thì hôm nay con tới đây con quay những hình ảnh mà ngôi nhà mình nó chưa có được làm lại đó. Ngôi nhà của mình cũng nhà dột cột siêu hết rồi. Thì con muốn quay những hình ảnh đó để gửi đến cho chị và các bạn xem. Thì hôm sau con sẽ tới đây, con sẽ mướn người rồi con sẽ mua vật liệu làm lại cái ngôi nhà nó mới cho mình đó. Dạ. Nhỏ lớn gì cho gì được ấm cúng đi, mưa lại ta coi đêm đêm coi trong nhà biết Yeah. đó, trong nhẹp ở Vậy là nhà mưa tới là gì không có ngủ trong nhà này được phải không? mưa nhỏ nhỏ ngủ được, còn giông lớn quá chạy bỏ nhà rồi không dám ngủ. Ờ, à, vậy đó hả? Để con vô trong ngôi nhà gì con quay tí xíu ha, những hình ảnh mà ngôi nhà của mình á chưa có được làm lại đó. Đây nè các bạn, nhà của dì á thì ở có một mình trong cái ngôi nhà này nó cũng dột hết trơn rồi. Này mình đi hơi tối thành ra quay những hình ảnh nó hơi tối, các bạn thông cảm. Dạ. Thấy ngôi nhà cũng dột hết trơn rồi, rồi trời mưa trời gió đó, gì con không có dám ở trong cái ngôi nhà này nè. Dạ. Đây trời mưa thì các bạn thấy dột hết trơn rồi đó. Đây vách này này kia siêu. Dạ. Đây mình đi qua mấy bên này. Bên đúng là khỏi coi bên đúng Ờ, bên đây thì ngôi nhà che cao su hết rồi các bạn. Nên ngôi nhà này cũng nhà nước cho nó cũng lâu quá lâu rồi. quá trời tệ các bạn, nó xuống cấp, nó dột hết trơn rồi. Đấy thì do mình cũng đi qua đây hơi tối thành ra quay những hình ảnh nó cũng không có được rõ lắm, nhưng mà ngôi nhà này cũng tệ lắm các bạn. Thì hôm sau mình sẽ mướn người, thuê người làm lại cái ngôi nhà này cho dì. Nó giống như là làm lại mới, tôn mới rồi tráng lại cái nền. Trời chiều mưa lên cái nó tối quá hay gì ha. Chứ mà bình thường giờ này cũng còn sáng mà giờ tối quá. Trung Quynh luôn nè. Phụ
phía bên trong vách mà mình này kia nó gớt ra hết rồi ha. Đây các bạn, cái vách của nhà của dì nè, nó dột nó gớt hết trơn rồi. Rồi ban đêm thì ngủ trong cái ngôi nhà này ngủ không có được. Nó trời mưa thì dì đi qua nhà hàng xóm ngủ, nhà hàng xóm. Thì đây là những hình ảnh mà lúc ngôi nhà có gì chưa được làm lại, quay gửi đến cho chị các bạn xem. Thì hôm sau mình sẽ tới đây mình thuê người làm lại ngôi nhà mới cho gì, tại vì ở có mình nên là không con cháu gì hết trơn á, thành ra cũng không có ai tiếp gì được. Đấy, ở phía trước này các bạn, cái nền thấp lắm, rồi trời mưa mưa mà nước nhiều, cái nước ở ngoài này nó tràn vô trong nhà. Đó, phía ngoài này là sình lầy dữ lắm, không có đường lộ luôn. Dạ. Thì hôm nay con tới con thăm dì ha, rồi sắp tới đây con sẽ thuê người làm lại cái ngôi nhà mới cho dì, để có ngôi nhà kín đáo nó ấm cúng hơn, để dì ở trong cái ngôi nhà mà không có phải sợ trời mưa khi mưa bão tới. Dì con cảm ơn mà Mạnh Thường Quân. Dạ. Đặng Hào Mạch Sản. Dạ. Với con. Dạ. Này chị Lê Minh Thắng hỗ trợ tiền để cất lại nhà cho dì đó. Thì dạ, con cũng thay mặt chị làm lại ngôi nhà cho dì. Cái chân này dung này ở đằng ai nó lụt. Dạ. Rồi đó bạn đi vũ gương rồi được ăn, giờ có đi đâu nổi. Dạ. Thì hôm nay con tới thăm dì, con cũng thay mặt bà Bảy ở bên Úc á, gửi cho dì 500 với lại một người cô mà không có nói tên á, gửi cho dì thêm 500 nữa. Thì hôm nay con tới đây con trao cho dì 1 triệu đồng ha. Dạ, để dì mua gạo, mua cá, mua thịt ăn. Rồi cái nhà thì mai mốt con tới con hỗ trợ dì làm lại ngôi nhà mới. Là khi người ta lại mặn đó mình cũng có này mua này kia cho dạ, người ta ăn đe. Dạ. Cái gì không dám xài đâu. Dạ. Cho bữa hôm chiều đâu biết cái tắm cái bướm đó, từ đường xài đâu. Đây con gửi cho dì 1 triệu đồng ha. Cảm ơn con với cảm ơn các cô, các dạ, cậu. Này quà của bà Bảy ở bên Úc với lại một chị, một cô không có nói tên á, gửi cho dì 1 triệu đồng ha, để dì mua gạo, mua thịt, mua cá ăn. Hay các bạn, mà dì cũng tội nghiệp lắm, ở trong cái ngôi nhà này có thằng Ên nè, mà năm nay 73 tuổi rồi. Dì con chúc dì nhiều sức khỏe nha. Dạ. Dì cũng chúc cháu nha, mặn dạ, đầu thắng đó. Dạ. Được mạnh khỏe. Dạ. Chừng nào có vợ có con gì. Rồi con về luôn dì ơi. Dạ. Dì cảm ơn nhiều lắm nha. Dạ. Nói với mấy cụ, mấy cậu ở bên đó. Dạ. Anh này anh.